Vâng, hôm nay điện máy Huy Hoàng xin thông báo và thanh lý tất cả các mẫu máy mà bên em đang có để ở trên đây. Đó, tất cả những máy này thì em đã giảm giá kịch sàn cho bác luôn nhé. Đó, thì hôm nay lên rất là nhiều các cái mẫu máy mới bên em này. Có máy phất cỏ này, đầu xịt này, bình điện này, máy cưa xích các loại cho bác luôn, từ to nhỏ, sử dụng gia đình, các tỉa cành thì bên em đều có hết nha bác nhé. Đó, giá này thì thanh lý sập sàn cho em luôn. Đó, tất cả những cái máy này đều là mới đập hộp hết nha em nhé. Đó, tất cả đều là máy mới đập hộp hết, chưa có qua sử dụng nha. Đó, chưa qua sử dụng nên là các bác mua những máy mới này là yên tâm luôn nhé. Đó, tất cả máy này thì bên em đã bán giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều cho bác rồi. Đó, thì hôm nay em lên cho các bác những mẫu máy này, cưa xích này, đầu xịt thuốc này, bình xịt điện cho các bác luôn. Đó, thì em sẽ giới thiệu sơ qua các cái mẫu máy này và giá thành bên đang bán cho bác luôn nhé. Đó, một dòng máy phất cỏ bên em đang bán là dòng Thu Văn 541, hàng của Đài Loan em nhé. Đó, dòng này hàng của Đài Loan, sản xuất thiết kế theo cái công nghệ của Thụy Điển. Đó, nên là phụ tùng thay thế này, anh em có thể gắn vào y chang các cái dòng máy Thụy Điển này. Đó, và những cái đồ phụ tùng của máy Thụy Điển đều gắn y chang cái dòng này. Đó, nên là phụ tùng thay thế là anh em là lúc nào cũng rất là nhiều luôn nhá. Ở tiệm nào cũng có đồ phụ tùng sửa chữa hết. Và con này công suất của nó là 41,5 cc. Đó, bít tông là 40 ly, anh em phát cước thoải mái luôn nhá. Con này thì em có đề mã là X1. Đó, giá đang bán cho bác là 2 triệu 200 ngàn, bao ship tận nhà cho bác luôn. Thu 541 mới đập hộp hết nha em nhé. Có, và tất cả những máy này thì bên em đều tặng kèm cho các bác là nhớt, buji, đồ nghề, ổ cước, dao, dây đeo đồ nghề đầy đủ cho bác luôn, không thiếu gì hết. Đó, về các bác chỉ việc mua mỗi xăng và sử dụng thôi. Đó, con này là dòng Hu 541 anh em nhé. Đó, hàng Hu 541 của Đài Loan sản xuất. Dòng này sẽ rẻ hơn dòng của Thụy Điển. Đó, anh em nhiều anh em có nhầm lẫn dòng này với dòng của Thụy Điển. Mà dòng này là rẻ hơn dòng của Thụy Điển anh em nhé. Dòng Thụy Điển đó là hơn 6 triệu. Vâng, anh em nào chốt cây này thì liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Giá chỉ có 2 triệu 2 cho con Hu 541 này thôi anh em. Đó, rồi xin phép test nổ cho bác nghe tiếng máy con này luôn nhé. Fusa 5430, công suất của nó cũng bằng con 541 anh em, bít tông là 40 ly luôn nhé. Con này thì dòng giá rẻ hơn. Đó, thì em thấy dòng này thì nó chất lượng cao hơn. Đó, đồ đạc của nó làm cũng rất là dày dặn anh em luôn. Còn dòng này thì bên em thanh lý giá rẻ luôn, có 1 triệu 6 anh em nhé. Con này thì ngoài tiệm sẽ bán cho anh em tầm khoảng 2 triệu 2 đến 2 triệu một con. Đó, thì bên em giảm còn có 1 triệu 6 anh em nhé. Dòng Fusita phát cước thoải mái, cứ nằm cỡ này là anh em phát cước thoải mái rồi. Đấy, bít tông là 40 ly. Đó, ống cần 28 ly, rất là dày, dài cho bác luôn nhé. Đó, rồi xin phép test nổ cho bác nghe tiếng máy con này luôn nhé. Con này thì giá 1 triệu 6 anh em xài gia đình thoải mái luôn này. Đó, rất là vừa tiền, hầu như là ai cũng có thể mua được cái dòng này luôn nhé. Đó, không phải lăn tăn về vấn đề giá nữa anh em nhé. X3 thì em sẽ lên cho các bác con này là dòng Hu Banda 541 anh em nhé. Hu Banda 541, con này thì nòng của nó là 40 ly luôn. Đó, nhưng mà dòng này thì xài bộ chế là bộ chế One Pro với KVK, bộ chế của Nhật Bản em nhé. Và tất cả những con này thì đều nó đồ đạc nó tốt hơn những con dòng 2 triệu 2. Đó, nên là giá thành con này là 3 triệu anh em nhé. 3 triệu bao ship tận nhà cho anh em luôn. Ở ngoài tiệm nó đang bán tầm khoảng 3 triệu rưỡi. Đó, 3 triệu rưỡi. Anh em nào ưng ý con này thì cứ liên hệ trực tiếp con bên em để đặt hàng nha bác nhé. Bít tông 40 ly, ống cần dày 2 ly, đầu bò dày 2 ly rưỡi. Đó, tay ga bóp này. Đồ đạc thiết kế y chang dòng Thụy Điển, lọc gió hai lớp. Đó, buji tốt. Đó, anh em nào chốt thì giá 3 triệu anh em đã có giật trợ lực luôn. Tem máy bằng nhôm nhá. Đó, tem bằng nhôm luôn. Bao bền. Rồi, xin phép test nổ. Rồi,
cái máy con này nha. Phân khúc cao cấp bên em luôn nhá. Đó, phân khúc cao cấp. Đấy, phân khúc cao cấp thì anh em biết rồi, nó sẽ là những cái hãng lớn này, thương hiệu này. Đó, và được gắn trên máy toàn những cái đồ tốt nhất đó của những cái dòng cùng phân khúc. Đó thì em sẽ giới thiệu với anh em một con là Reload 543. Cái con một ấy thì không cần phải di chuyển, nó chóng mặt. Con này là Reload 543. Đó. Chế là bộ chế One Row và tất cả những nó thì đã được review và chung là rất là nổi tiếng rồi anh em. Đó. Tất cả những cái cửa hàng đều đang bán cái dòng này đều đã bung máy ra và quay chi tiết tất cả đồ phụ tùng bên trong. Anh em không tin có thể đánh một chữ Reload 543 ra là nó ra luôn cái thương hiệu này luôn. Đó, anh em lên Google đánh phát là ra luôn. Đó, sẽ giới thiệu từng cái món đồ phụ kiện cho anh em xem luôn. Đồ rất là tốt này, bạc đạn của Nhật này, NSK này. Đó, chế One Row, buji NGK7A này, bộ hơi là bộ hơi mạ Niken này. Đó, rồi côn là côn số này, tay ga bóp kiểu tay dài của Nhật này. Đấy, rồi nói chung là toàn đồ tốt hết luôn anh em nhé. Thương hiệu Reload rất là nổi tiếng. Con này thì bít tông của nó 41 ly, đó, công suất là 43,6cc. Đó, hàng chất lượng cao anh em nhé, hàng này được đánh giá rất là cao rồi nha. Đó, và vấn đề giá thành. Đó thì em bán bằng giá công ty luôn. Đó, công ty đang bán 3,9 triệu, em cũng bán 3,9 triệu luôn anh em. Đó, không lời luôn nha. Đó, không có lời bao nhiêu hết luôn. Và đây là đúng giá thanh lý anh em rồi. Đó, anh em check giá là ra luôn cái dòng này luôn đấy anh em. Reload 843 ở công ty này là nhập của công ty Bình Sơn nhá. Đó, theo công ty bán 3,9 triệu, nếu mà như cửa hàng bán lẻ là phải tầm bán lên là khoảng 1,2 triệu, 1,3 triệu. Đó, nhà bên em bán vẫn bằng giá công ty cho anh em luôn, thanh lý thu hồi vốn giá 3,9 triệu. Đó, bao ship tận nhà tặng đầy đủ cho anh em luôn, không thiếu gì hết, nhớt nhau đồ nghề đầy đủ cho anh em luôn. Đó, rồi sang cái con này cũng là cùng phân khúc này, con này cũng là bít tông 41 ly, công suất là 43,6cc, nhưng con này đến từ thương hiệu của Hu Thái anh em nhé. Đó, Hu Thái Lan 543, con này thì cũng được nhập khẩu bởi công ty Quỳnh Lam. Đó, hàng chính hãng, có tem chống hàng giả và mã QR của công ty đây anh em nhé. Con này thì bên em đang thanh lý là 3,3 triệu. Đó, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, con này thì phụ tùng của nó sẽ có một vài những cái điểm nó sẽ kém hơn con này, nên là giá thành của con này rẻ hơn. Đó, và ngoại hình thì y chang nhau, anh em cũng xài tay ga bóp cải tiến này. Đó, con này thì bán trong Nam cũng rất là nhiều rồi. Bình thường ở các tiệm phải bán tầm khoảng 3,6 triệu đến 3,8 triệu một con. Đó, nhưng bây giờ em giảm giá kịch sàn đến 3,3 triệu, miễn phí ship tận nhà cho anh em luôn. Rồi sẽ phải test nổ cho anh em hai tiếng máy con này để cho anh em có sự so sánh khi mà lựa chọn nha. Bình điện 18 lít. Đó,
nó đến từ công nghệ của Đức, hàng công nghệ của Đức nha. Tắt kèm là một bình đồ nghề này, gồm bét xịt này, ron này, đó, bét xịt, ron, bét thì có bét đồng này, bét 1 này, bét 2 này, có bét 3 luôn nhá. Bét 3 thì em đang gắn trên cái cần này để ký test cho anh em luôn. Đây là bét 3 cho máy này, đó, có bét loa này, cục sạc này, dây đeo đồ người đầy đủ cho anh em luôn. Đó, con này thì đang thanh lý cho anh em này, giá chỉ còn 550.000 nhé, 550.000 một bình điện. Mới được hộp luôn, gửi cho anh em là nguyên hộp, nguyên thùng luôn nhé. Đó, bên em đang thanh lý để cho gấp kho đây nha. Giá rất là ok luôn, chỉ có 550.000 một cái bình điện bao ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Đó, 550.000 một bình điện Agua 180B, tức là 18 lít. Đó, con này được 18 lít nước. Đó, còn công suất hoạt động của bơm là được 3,6 lít trên 1 phút em nhé. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ cho bên em. Đó, giá 550.000 anh em vào mùa mưa này, anh em tưới cây rồi anh em làm nhiều cái việc ở trong vườn mình rồi xịt thuốc này, đó, xịt thuốc những cây nhỏ này đều xài ok hết, ruộng lúa thì xài ok hết, nên là bán rất là nhiều luôn, được thức ăn nhập 300 bình. Đó, nhưng đợt này đang thanh lý bớt đi để cho bên kia lấy lại lô mới cho công ty, nó chiết khấu cao anh em. Đó, thì sẽ phải test nước cho anh em xem nước nhá, em sẽ bỏ xa đây để test nước cho anh em xem này. Đấy, nước nha, test ok luôn nhá, nước bơm thoải mái luôn, test 3 luôn nhá. Đó, chỉnh có chỉnh mạnh yếu này. Đó, mạnh yếu này nha. Đấy, yếu này. Đó, mạnh này. Đó, thoải mái cho anh em luôn nha. Đó, bao xài luôn. Đó, rồi 550.000 bình này, anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhá để đặt hàng nhá. Đó, rồi sang tiếp cho các bác cái dòng bên máy cưa này. Đó, bên máy cưa này thì có mẫu này. Mẫu này là cưa tay cụt hiệu chai sâu. Đó, con này mới đập hộp luôn em nhé. Mới đập hộp luôn, hiệu chai sâu. Con này thì dành cho các bác cắt tỉa cành nhánh trong gia đình. Đó, cắt tỉa cành nhánh trong gia đình. Anh em sử dụng trong gia đình rất là ok luôn. Đó, rồi sẽ lấy cái giấy này em đi test cho anh em xem nhé. Đó, con này sử dụng cành nhánh, cắt tỉa cành trong công ty là ok luôn. Đây, giá 1.4 triệu nha nhé. Con này thì ngoài thị trường nó bán tầm khoảng 2 triệu một con. Đó, nhà bên em thanh lý là còn 1.400.000 một con. Đó, miễn phí ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Con này thì nó gọn nhẹ để cho anh em cắt tỉa cành thôi, trọng lượng của nó tầm khoảng hơn 3 kg một chút. Lam dài 35 phân, trừ cho nóc ra còn 28 phân. Chạy xích là xích mini 91 em nhé. Đó, hàng mới được hộp luôn. Có bơm xăng phụ, có tay phanh xích đầy đủ cho anh em luôn nhé. Đó, con này thì em trưng bày lâu rồi. Đó, để nó hơi bẩn nhưng mà sẽ gửi cho anh em là những cây máy mới trong hộp luôn. Đó, nó số lượng nó còn từ khoảng 5-6 con anh em. Đó, thanh lý nốt cho anh em luôn nhá. Rồi sẽ test nổ cho các bác nghe tiếng máy con X7 giá 1.4 triệu này nha các bác nhá. X8 thì sẽ lên cho con này là dòng thương hiệu của Kamatsu anh em nhé. Con này thì giảm giá tịch sàn cho em luôn, là giá còn 1.250.000. Đó, con X8 giá 1.250.000 Kamatsu KM2500. Đó, có tay phanh rồi lam dài 35, chủ chế đốc ra còn 28 phân, chạy 691 hao trên lam. Anh em cắt tỉa cành nhánh sử dụng trong gia đình là ok nhé. Đó, có tay phanh xích luôn này, hao trên lam luôn này. Rồi, giá 1.250.000 bao sức tận nhà, anh em là chốt thì liên hệ qua bên em nhé. Trọng lượng của nó cũng tầm khoảng 3 kg đấy anh em. Đó, rồi test nổ cho các bác nghe tiếng máy luôn nhé.
con máy cửa xích khu Banda 365 anh em nhé. Con này nó là dòng thiết kế theo cái dòng của Thụy Điển đó, nhưng mà nó không phải Thụy Điển đâu anh em nhé. Đó, con này giá 3,2 triệu bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, bít tông là 48 ly, công suất là 65 cc nhé, 65 cc, lam dài 50, chủ chế độc còn tầm 40, xích 30 mắt, xích lớn luôn, chạy như đồng tiền. Đó, hàng mới đập hộp luôn anh em. Đó, con này giá thanh lý cho anh em cả 5 xích luôn là 3,2 triệu. Đó, bao ship rồi tặng đầy đủ cho anh em, nhớt nhau rũa đổ buji đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đó, quay một vòng cho bác luôn, hàng mới luôn nhé anh em nhé. Áo trên lam có xả áp luôn này. Dòng này thì anh em có thể thay thế cái đồ phụ tùng của dòng Thụy Điển vào được luôn nhé. Đó, thay thế dòng phụ tùng của đồ Thụy Điển được luôn. Đó, rất tiện lợi, thông dụng, đồ sửa chữa đâu có đồ hết và máy rất là mạnh nha. Rồi xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy luôn ạ. Thiết kế theo cái dòng của Đức anh em, chứ dòng của Đức bây giờ không còn và giá nó không có giá này đâu anh em nhé. Đó, đấy là một sự thật anh em phải biết trước khi mua. Đó, con này giá bán 3,8 triệu và đích 10 381 làm 50 xích 30 mắt anh em nhé. Đó, có tem margin Brazil đầy đủ cho anh em luôn. Đó, tay phanh đồ đầy đủ, ốp làm 2 ốc, máy mới được hộp luôn nhé. Đấy, giá con này đang bán 3,8 triệu, bít tông là 52 ly, công suất là 72 cc, lớn hơn cái dòng 365 em nhé. Đó, lốc nhôm 2 lá bạc, tay nắm giật to này, đầy đủ cho anh em luôn, hàng mới được hộp luôn nhé. Đó, hàng mới thì nó ít khi nó lỗi đâu anh em, hầu như là nó không có lỗi nhiều như cái dòng máy cũ. Đó, máy cũ thì nhiên là nó hên xui hơn rồi anh em, mới thì nó xài sử dụng một thời gian thì nó sẽ cũ và cũ thì nó sẽ hơi hư hỏng. Đó, thì nên là anh em mua hàng mới thì nó sẽ ổn định anh em hơn, trong vòng vài năm nó sẽ không hư được nha. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy con này luôn nhé. HD4110, có hàng của Hàn Quốc, Margin Korea. Con này giá máy mới luôn là 2,8 triệu, bao ship tận nhà cho em luôn. Con X11 em nhé. Con này thì trọng lượng của nó là tầm khoảng 5 kg. Đó, áo trên lam, lam dài được 50, trừ trên ốc còn được 40 phân nhé. Chạy xích là xích Oregon 91, áo trên lam luôn, tay phanh an toàn đầy đủ, lốc bằng nhôm, có hàm rồng ngâm gỗ cho anh em đầy đủ luôn nhé. Máy mới đập hộp luôn, kèm đầy đủ phụ kiện cho bác luôn. Đó, anh em là chốt giá 2,8 triệu thì anh em chốt con này nhá. Bít tông 41 ly. Đó, anh em sử dụng trong gia đình là ok rồi, thoải mái luôn. Rồi xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy con này luôn ạ. Rất là nhạy nổ anh em. Hàng chất lượng anh em, hàng Hyundai này nó rất là chất lượng luôn, từ máy cưa đến cắt cỏ nó đều nổi tiếng hết nha. Nó đều nổi tiếng luôn anh em, mua ở đâu cũng có đồ hết và máy mới được hộp luôn. Nên là anh em yên tâm luôn, không có lo lăn tăn hư hỏng. Rồi, em sẽ thanh lý sang nốt cái dòng bên em. Con này là dòng đến từ thương hiệu Kamatsu. Con này thì em đã thanh lý cũng khá là lâu rồi và bán rất là nhiều rồi. Đó, con này đang thanh lý giá là 1,150,000 một con, công suất tầm trung, đến từ thương hiệu Kamatsu, có giật trợ lực cho bác luôn. Bít tông 45 ly, lam dài được 55 phân, trừ cho nó còn 50 phân,
chạy xích là xích lớn luôn em nhé. Đó, con này lốc bằng nhôm luôn, có giật trợ lực, có tay phanh xích, nó bô hai cửa xả, áo trên lam, hàng chất lượng ok luôn em nhé. Giá thì mạt luôn, rẻ mạt luôn, 1.150.000, cam kết anh em luôn, ra ngoài tiệm không bao giờ ai dám bán ra này luôn. Ở ngoài tiệm người ta bán về tầm khoảng 1.800.000 trở lên người ta mới dám bán cái dòng này luôn em nhé. Đó rồi, xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy con này luôn nhé. Hầu như là anh em mua sử dụng gia đình thì toàn mua dòng giá nó bình dân thôi, chứ mà anh em bảo mua dòng mà cả chục triệu thì rất là ít anh em dám mua, và đa số là anh em mua sưu tầm là chính thôi, chứ sử dụng gia đình thì sử dụng đâu đáng bao nhiêu đâu. Mà anh em mua cái dòng nó đắt quá thì ra là rất là lãng phí, mình có tiền thì mình mua thôi, nhưng mà anh em mua dòng đó thì nó rất là cao đó. Rồi sang tiếp cho các bác một con tiếp theo, con này thì đến từ thương hiệu của Việt Nhật em nhé, Makita Việt Nhật Xích 6.8, con này đang giảm cho anh em luôn, cũng còn giá 1.600.000 anh em. Đó, do là con này nó cùng cái mẫu kia anh em đang bán rồi nên là thanh lý luôn cho anh em luôn, giá 1.600.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Đó, hai ốc trên lam, hàng Makita Xích 6.8 Pro Việt Nam, liên doanh của Nhật anh em, lam dài 48 phân luôn nhé, hai ốc trên lam, bít tông 45 ly, có giật trợ lực luôn, giá 1.600.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Rồi xong, test nổ cho bác nghe cái máy luôn nhá. Rồi sang tiếp cho các bác tiếp theo một con X14 này. X14 em sẽ lên cho các bác, cũng là một con Nakata, em cũng giảm giá luôn, còn 1.600.000 bao ship tận nhà cho bác luôn nhá, cũng xế 6.8, có hàng mới tập hợp luôn nhá, hai ốc trên lam, xin nguyên bản cho em luôn, hàng mới chính hãng. Rồi test nổi cho bác luôn, y chang cái con kia luôn nha. Em sang tiếp cho các bác cái con X15 thì em sẽ thanh lý cho các bác một cái đầu xịt thuốc này, đầu xịt thuốc này kèm dây hút dây hồi đầy đủ cho các bác luôn, và bộ cốt sực cua nhé. Con này thì đến từ thương hiệu của Oseka, và con này là bít tông sứ luôn em nhé, bít tông sứ 3 khóa xịt này. Đó, 1.250.000, đó, giảm giá xuống còn 1.250.000 cho anh em luôn nhé, bít tông sứ đó, mới 100% luôn, kèm cho các bác là một ống hút này, ống hồi này, rồi lọc rác này, bịch phốt sực cua, ốc bắt chân đầy đủ cho anh em luôn, nguyên thùng nguyên hộp luôn nhé. Đó, hàng mới 100%, và con này đến cũng tin đến từ thương hiệu của Oseka. Đó, nhưng con này thì bít tông inox anh em. Đó, con này bít tông inox, và con này giảm giá cho anh em là còn 850.000, 850.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Đó, mẫu mã rất là đẹp luôn này. Con này là lốc có gần, thì nó sẽ tạo những kết cấu nó chắc chắn cho anh em luôn hơn. Đó, và xịt bao khỏe anh em luôn nhé. Cái này thì anh em gắn lên motor tầm khoảng là 1.1 kg cho đến 2.2 kg thoải mái luôn, hoặc là anh em chạy những máy xăng 5.5
4 chấm đều được hết nha. Đó, rồi hôm nay sẽ lên giới thiệu anh em những mẫu này là thanh lý rồi, anh em nào có ưng ý thì cứ liên hệ trước các em để đặt hàng nhé.